Khoan đã, cái gì vậy? Đâu có gì đâu, đợi một lát nữa anh sẽ biết thôi mà. Đi, chúng ta ra ngoài đi anh. Tôn, nếu như hôm nay công việc của anh kết thúc sớm thì anh chở em đi ngắm mặt trời lặn nha anh. Ở quê hương của anh đó, có thể ngắm được mặt trời lặn rất đẹp. Tôn, hay là chúng ta đi hưởng tường trăng mặt đi anh. Em có ba địa điểm rồi nè, anh chọn đi. Anh thích đi chỗ nào thì em sẽ đi chỗ đó. Được rồi, hôm nay anh phải đi làm trước. Chuyện này về sau hãy nói với em. Ok, tối nay sẽ nói. Được rồi. Nếu như không tận mắt chứng kiến thì mình cũng không tin. Muốn đi Bali ngắm mặt trời lặn hả? Chắc là không được đâu. Vẫn chưa xác định mà. Nếu khi nào em về thì em sẽ đặt phòng lại cho chị nha. Ok không? Đa, tại sao con lại lái xe chậm như rùa vậy? Con gái của con đói bụng chết rồi nè. Mẹ, con lái xe chưa rành mà mẹ. Chồng của con cũng vậy nữa. Mua xe mới cứ tưởng là đưa cho vợ lái, ai ngờ đưa cho vợ đi xe cũ. Máy điều hòa thì bị hư, nóng chết đi được. Có cây quạt tay không? Cái gì vậy? Cái này là của ai vậy? Cái này là son môi của con đó mẹ. Con đúng là kế thừa ưu việt của mẹ đó nha. Để cả son môi trên xe nữa. Điều này cho thấy chủ nhân của chiếc xe này, ông ta đã có chủ nhân rồi. Đúng là cao chiêu thiệt. Không có, con không cố ý mà mẹ. Còn đây là cái gì? Còn để cái dây áo ngực ở trên xe nữa à? Cái gì chứ? Con tự xem đi. Con đừng nói là không phải của con này nha. Đúng là an nghiệt mà. Mẹ từng nói với con rồi, tất cả những người đàn ông ở Thái này không ai tốt hết. Tất cả đều lăng nhăng, bay bướm. Con tận mắt chứng kiến rồi đó, con nghĩ sao đây? Không liên quan gì đến con đâu mẹ, đó là chuyện của chị Đa mà. Mẹ đừng nói với con những chuyện này nữa. Con gái à, tuy là Thun không có đi ra ngoài lăng nhăng, ăn vụng, nhưng con cũng không bảo đảm được những cô gái khác không có chủ động đến tìm nó. Phụ nữ bây giờ da mặt dày lắm, bọn họ không có khách sáo với con đâu. Nhìn bộ dạng của Thun thành thật như vậy, ai mà biết trong lòng nó đang nghĩ gì? Không đâu mẹ, anh Thun không phải là người như vậy. Anh ấy không có lăng nhăng bên ngoài. Cứ như vậy đi, con cúp máy đi. Dễ thương quá, nên chọn tấm nào bây giờ? Mình phải làm việc thôi. Người này là ai vậy?
Các người là ai vậy? Đi ra ngoài hết cho tôi. Đi ra ngoài hết. Tại sao lại ở trong nhà tôi? Nè, cô làm gì vậy? Câu này vợ tôi nói mới đúng. Cô có quyền gì mà nói năng ở trong căn nhà này chứ? Tôi là vợ của anh. Tôi là nữ chủ nhân của căn nhà này. Lý do đó đã đủ chưa? Cô im miệng đi. Cô quên rồi sao? Lúc cô đến, cô không có gì hết. Bây giờ còn dám lớn tiếng lên mặt với tôi hả? Các em, đừng có sợ. Anh sẽ giải quyết xong thôi mà. Những người không có phận sự ở đây, làm ơn đi ra ngoài đi. Các cô đứng lại đó. Không được lại gần. Nếu như các cô lại gần, đừng trách tôi. Ra ngoài. Còn không ra ngoài à? Đi ra ngoài. Tôi bảo cô dừng tay lại mà. Anh dám đánh tôi hả? Tôi nói cho cô biết, những chuyện quá đáng hơn nữa tôi còn có thể làm kìa. Chắc chắn anh sẽ phải hối hận. Các em đừng sợ. Xong việc rồi. Giải quyết xong hết rồi mà. Qua đây nào. Nhi Trang, anh có cái này cho em nè. Em đọc đi, nếu có gì không hiểu thì hãy nói cho anh. Anh đọc nói cho em nghe đi. Em không muốn lãng phí thời gian vào mấy cái này. Sở thích của con người luôn thay đổi mà. Em khẳng định là lầm chứ? Em đã trở thành người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trong đời của anh. Em hạnh phúc lắm. Em cảm ơn anh, Sola. Câu này là do tôi nói mới đúng, chứ không phải là cô. Mình nhất định phải có hạnh phúc trong cuộc sống. Mình không thể như thế này được. Cuộc sống của tôi không phải như thế này. Không phải như thế này. Mình phải giành lại Thun. Mình phải có thứ tốt nhất, chứ không phải là cô ta. Knock out.
bay. Thật hết chịu nổi rồi. Lan, tiêu rồi. Tối qua bạn có làm gì chưa? Sao sáng nay mình thấy bạn tươi tỉnh như vậy chứ? Lan, mấy lần? Đợi ngày mai đi. Cái gì? Tối qua không có chuyện gì xảy ra hết hả? Không có, chúng tôi chưa có đặt phòng. Phải đặt lưng lên giường là ngủ à? Lan, nếu đã lấy chồng rồi thì phải trân trọng cơ hội đó chứ. Sao mà bạn có thể ngủ như vậy được? Thật là phục bạn luôn đó. Tim, có chuyện gì? Bạn đừng có xem thường tôi nè. Buổi tối đầu tiên coi như bỏ qua, nhưng mà tối nay không thoát được đâu. Tôi đã nói với bạn rồi, tôi chúc cho bạn có con đàn cháu đó. Như vậy được chưa? Nè, tới đây. Có chuyện gì vậy? Tôi mới xem album cưới của anh đó. Tôi mới tới đây chào hỏi anh vài câu thôi. Vẫn chưa tới mức độ đó đâu. Nếu đã có vấn đề gì thì hãy nói với tôi, đừng ngại. Tôi sẽ giúp cho. Đừng ngại gì hết, tôi sẽ giúp anh mà. Hôm nay Lan có đến đây đón anh đi làm về không? Tiếng như là tôi chắc chắn hôm nay tôi không thể nào đi làm sớm như vậy được rồi.